Ok, hôm nay bạn An sẽ làm món gì? Nộm gà xé xay đúng không? Ok, bây giờ chế biến nha. Nộm gà xé xay nha.
mời cả nhà cùng thử thức nha. Làm cái cách này thì nó nhanh thôi mà. Món vừa ngon vừa dễ làm. Trời nắng nóng này chỉ có nộm là ăn là hấp dẫn hợp lý nhất thôi. Kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin